Nhưng mà kỳ này cô qua Mỹ hơi lâu, cô có cảm nhận điều là tại sao mình phải thọ tam quy. Chứ hồi trước cô cũng hơi cứng đầu, cô nói tu tâm à, cái thọ chỉ là hình thức thôi. Nhưng mà khi cô qua Mỹ rồi cô mới hiểu, à tại sao có cái lễ quy y tam trợ tôn trọng như vậy. Nên hồi nãy cô đi ngang nhà bếp, cô nghe mấy em nói tu tâm thôi, chứ cần gì phải thọ tam quy, phải quy y phải không ạ? Thì cô có thể đưa thí dụ thế này. Cô qua đây cô hưởng tất cả những cái tiện nghi, những gì mà một người công dân Mỹ người, tức là vô toilet cô cũng sử dụng nước, sử dụng xà bông, rồi đi đâu cái gì các em đi được thì cô đi được hết. Nhưng cô không có quốc tịch Mỹ. Cho nên khi cô đi bị bệnh đó, cô vô nhà thương tính tiền theo du khách gấp 3 hoặc 4 lần.